Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em, Shipo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một cái thằng màu thuốc để giao lưu với anh em. Qua sử dụng có vài con nhiêu có. Thì cái giao dịch của bên em vẫn là một cái khoản đủ free ship, hai gói cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí có anh em 10 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gọi Shipo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Ở bên em chỉ nhận cọc với ship code và phí ship code thì khi anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp em, bên em chỉ nhận chủ khoản đủ free ship và có cọc em mới ship code nha nè, anh em lưu ý giúp em. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu với anh em luôn ha. Đầu tiên em có một con Slim Van con Slim Van ha, 91 D91 tháng 4 năm 91, lề lối đẹp. Em này thì trên nắp nó có lầm già lầm dầm, lúc trước nó có cái này đã được em gò cho nó bằng phẳng lại, mà nó vẫn còn để là trên cái lớp rơm ha nè. Cái gì đó khi mà còn lớp rơm á là anh em gò nó thì cỡ nào nó cũng có để cái dấu là hết rồi. Nhưng mà góc cạnh con này cũng khá ok, nó bị đây thôi ha, kiểu dạng dầm xước, còn lại góc cạnh khá ok. Con này là dòng van chrome. Cái này đúng ra là thu lại của một anh khách, con này lúc trước em cũng bán cho anh, hết xăng, muốn hết xăng rồi, muốn hết xăng rồi đó nè. Bao anh em bánh bán chưa sửa chữa ha. Con này ruột mờ giai đoạn mà trùng được cái tháng D, trùng được cái tháng anh em, chưa sửa chữa nha, ruột cũng khá đẹp. Nói chung là cái màu rơm của con này nó rất là đẹp, nhưng mà trên nắp thì nó thì có cái dạng xước lâm da lâm dâm á, và cái này em có đã có gò lại để cho nó bằng phẳng xíu ha. Còn để màu thuốc thì vô tư, bao hoạt động của Shipo là vô tư. Cái cốt này nó hơi ấy xíu, rồi có gì em canh chỉnh cốt lại cho anh em luôn. Slim van 91. Đây có con mồi thuốc này nè. Con này thì nó emblem màu black eye 24 ha. Cái emblem cũng cùng màu luôn. Emblem này emblem zin của nó luôn á. Con này thì không có hâm rồi, chưa sửa chữa. Ruột con này lệch 15 ha. Con này lệch ruột, chưa sửa chữa. Con này em để giá 300 để anh em mà thuốc. Bánh bao bé, lưỡi gà bao khỏe, góc cạnh là không cấn mớp nha anh em. Quay góc cạnh cho anh em. Không chút cấn mớp luôn ha. 300. Số 2 300. Lật ruột nữa, đánh 300.
rồi, em có một con HB, cái con này là một cái vỏ niêu xả sơn 97. Cái này là một cái vỏ niêu xả sơn nha anh em. Không hề cấn mớp. Đây, còn phản phất cái sơn ha. Ruột thì ruột đẹp. Chưa sửa chữa. Anh bán gà khỏe luôn, không cứng mớp à. Anh em thích chơi dòng HP nè, chơi con này chân đơn giản, không cứng mớp gì hết ha. Tại vì cái vỏ này là nó được xả sơn tĩnh điện ra nên nó, và là một cái vỏ niêu nên nó rất là đẹp. Số 2 500. Số 3 là một con xả chrome chủ đề Phượng Hoàng, được cắt laser tại đây nha anh em. 97 luôn. Rề lối đẹp ha. Góc cạnh mấy hàng xả thì đã được xử lý nên nó trùng năm, chưa sửa chữa luôn. Và con này là xả rơm chủ đề thì cắt tại Việt Nam nha anh em, anh em lưu ý ha, chủ đề cắt full nắp tại Việt Nam, chủ đề Phượng Hoàng. Chưa sửa chữa. 600 cành. Số 4, 600. Số 5 là một em Van Brad. Có dâm kim nhẹ. Lề lối đẹp. Té nhẹ thôi hả? Không có cấn mớp nặng. Van Brad nha nè. Con này em hay à. Con này cũng thâu lời của khách, trước bán của khách, khách đổi con khác. Ruột mờ giai đoạn, ruột khá đẹp, anh em ít xước. Giai đoạn zin luôn, chưa sửa chữa nha. À, có thai cốt lề nha anh em. Có nhiều anh em quan trọng cái cốt lề á, nên đây em đọc báo là có thai cốt lề ha. Có thai cốt lề. Thì thường hàng qua sử dụng là bắt buộc em phải thay cốt lề để cho nó cứng cáp luôn. Thì qua sử dụng nó chắc chắn nó sẽ có hao mòn. Nên phải thay. Phải thay cốt lề để cho nó cứng cáp. Thì là tới anh em cho nó cứng cáp chứ nó không có rơ lắc ha. Con này 1 triệu. Van Brad nha anh em, em cam kết Van Brad không phải hàng xả ha. Con nào xả em sẽ báo xả cho anh em. Xả rơm hay là xả sơn hay là xả, nói chung là xả lớp mạ thì em sẽ báo. Còn con nào Brazil em sẽ cam kết với anh em là Brazil. Số 5.
triệu. Rồi một con xưa 51-52 trọng thép nha nè, 51-52 khá là đẹp luôn, tình trạng nó thì em đã soi nó khá là đẹp. Em soi cho em xem. Ngoài cái dấu kim này ra thì là góc cạnh hay là bất cứ chỗ nào chỗ khác là nó không có một cái dấu vết gì luôn. Con này qua sử dụng, nhưng mà sử dụng nói chung là cái theo tính về cái tình trạng của nó thì nó sử dụng rất là ít. Em có soi con này thì con này nó khá là đẹp. Cái chữ này là được khắc tay bởi quân nhân luôn nha anh em, tức là của lính á. Đây là rip tem, tức là súng trường, đội súng trường. Trong cái này là thời điểm này là Korea War, chiến tranh Hàn Quốc. Và cái chữ này là được khắc tay. Để chút em sẽ nói tại sao mà em nói nó là khắc tay. Ở đây thì những cái dòng xưa thì cái chì á, cái chì nó đổ cái hầm á, thì thường có rất là nhiều cái nó lỗi, nó đổ ra, nó tràn. Thì vậy duyên cái dòng xưa này thì em gặp nó rất là nhiều. Đây anh em coi cái ruột nó đẹp, rất là xước. Và ruột này là chuẩn nền, nó xước xước dọc chỗ này là chuẩn nha nè, chưa qua spa chưa cái gì cả. Anh em nhìn cái độ của cái cam nè, cái dấu mòn nó khá ít luôn ha. Cái dấu mòn của cây cam rất là ít luôn nè. Đây, đây cái bít nè. Đây nó có khuyết. Và cái màu của cái ruột nè nè, nó có xước thành nắp và thành buồng đốt. Mà cái phần thân thì nó xước ít. Và ruột này chuẩn, chưa qua spa chưa gì hết. Và bên trong của cái vỏ thép á, thường nó có một cái lớp mạ, để nó còn nguyên lớp mạ luôn, để nó chống oxy hóa này, rỉ sét á. Những cái con sau này cái độ mà qua sử dụng nhiều quá mà không không có cái cho sử dụng nhiều quá thì nó sẽ bị rỉ sét bên trong khá là nhiều. Cái này là hãng cũng là phủ một cái lớp lên để chống cái oxy hóa đó. Và đặc biệt là cái dòng thép này nè, nó bị khá nhiều. Ở bên trong nó vẫn còn cái lớp mạ nè. Và tổng thể con này rất là đẹp, ruột luôn nè. Vậy thì là em phải hướng dẫn con cái chia sẻ cái những cái điểm của nó để cho anh em nắm rõ hơn. Bởi vì thật sự là em chia sẻ là có logic hết. Anh em cứ nhìn thử, anh em đánh giá và xem những cái lời em nói chia sẻ thì nó có cho nó logic, cho nó chuẩn xác nhất hơn. Thì nói chung là nguyên cái con này nó sử dụng khá là ít, nó sử dụng khá ít. Nhìn cái độ cam hao mòn cỡ này và ngay cái lớp mạ bên trong nè, anh em thấy không? Thì anh em cũng đánh giá được. Và con này thì cam kết với anh em là nguyên zin, cam kết là nguyên zin. Mình thấy cái màu cái ruột này, ngay cả niken hay là dòng thép ruột 5 mít á, nhìn cái vân của nó sập xuống như này nè. Con này cam kết là sử dụng rất là ít luôn, nguyên zin. Và cái chủ đề này, cái chủ đề là cái chủ đề khắc tay, có thể là dùng cái vật nhọn, như em liên tưởng tới cái
cái lê vậy. Vì em có điểm đó thì để em phân tích. Đây có chụp và em có qua một cái lúp á để chụp, em nhìn thấy cái những cái chữ của nó là không có được đều ha. Nếu mà máy á, thì chắc chắn là không có thể nào mà sai sót với cái vấn đề mà cái kiểu chữ, cái chữ độ cao thấp của nó là không có đồng đều, anh em thấy không? Và đây là những cái nét kiểu mà khắc tay rồi cái nét nó chồng vào cái nét là như trên số 3 nè, anh em nhìn nè. Đây nó gặt là nó ra tới hai nét nè, anh em thấy không? Số 5 cũng vậy nè, anh em thấy không? Tức là gặt xong rồi gặt lại nữa, nó không có đều đi, nó không có đều vô cái nét á. Nét này nó lẹm qua ra ngoài. Số 3 cũng vậy nè. Mà chắc chắn đây là một cái khắc tay, dùng một cái vật nhỏ khắc tay thì em chỉ có, thì quân nhân lính thì chỉ có lê. Anh em nhìn cái độ chữ của nó cũng không có đồng đều, anh em thấy không? Ripley nó không có đồng đều. Đây là súng trường, tem súng trường, tên chắc chắn đây là một cái em đánh giá là nó của chữ khắc tay của quân nhân luôn. Và trong giai đoạn này là giai đoạn Korea War, chiến tranh Triều Tiên. Còn này là thép. Và có nó, nói chung là cái con này nó còn rất là đẹp. Nó như cái em phân tích để anh em có thể là nắm được, và có thể là nó theo một cái logic để anh em đánh giá về những cái lời nói của em ha. Là chắc chắn là một cái chữ khắc tay, còn máy á, còn máy á, hoặc là ăn mòn á thì cái nét nó khác lắm. Cái nét nó không, cái nét chữ đây là mốt mình sẽ chỉ anh em sau. Nhưng mà còn cái này, nếu mà anh em tin tưởng thì em dám cam kết với anh em đây là một cái chữ nét khắc tay. Và chuẩn, và dám hứa là chuẩn của quân nhân luôn. Bởi vì cái thời điểm này là cái te, cái một cái để mà để mình dám khẳng định như vậy là trong đây cái là có tên. Và cái tạm dịch là tay đội súng trường. Đó, nói chung là anh em có thể là nghĩ thử. Còn cái tổng thể của nó thì ở đây là nó có một cái dấu điểm chấm kim này thôi. Tất cả là đẹp, đẻ từ trong ra ngoài ha, cho tới ruột. Và đừng có hỏi em sửa chữa chưa ha, tại vì không có thể nào mà cỡ này mà nó đã qua sửa chữa đâu anh em. Thì đâu có sử dụng đâu sửa chữa, có sử dụng thì ít, đồ sử dụng nó rất ít. Và đây là những cái lỗi hãng nha anh em, cam kết với anh em là những cái lỗi hãng thường gặp lắm, hàng xưa gặp hoài. Chung con này đẹp, 51-52 thép. Giờ hàng xưa mà kiếm như cái con này thì giá nó còn nằm tầm ở giá này nha nè. Chứ mà con này mà dạng 51-52 này mà nó lọt vào new hay là lay new quá
em tính nêu thôi, thì nó sẽ chắc chắn là phải trên năm cũ, dòng 51 52, dòng 5 mít ha, thì nó sẽ trên năm cũ. Với tình trạng của con này á, thì theo em tính là 2,2 triệu nó rất là mềm, để cho anh em cầm một con xưa cỡ này anh em chơi, và nó cũng rất là hay. Những cái phân tích nãy giờ em đưa ra với anh em thì anh em có thể có quyền đó là để anh em suy nghĩ cho nó logic một xíu thôi. Rồi em qua con khác đây, em có con này thì nó qua sửa chữa nhiều rồi, cũng là một con xưa, và con này là một con vỏ xả, con này là vỏ đồng xả lớp rơm ha, và chính xác của cái vỏ này là 48 á, này là của 48 anh em, và để được bảo hành lề 5 chấu mập. 48 là vỏ đồng 3 chấu á. Em lem thì tại đây nó có một điểm em lem cũ, em kiếm một cái em lem quân đội em hàng lên cho anh em nhìn cho nó đẹp. Thì thường dòng xưa là vô cái dòng quân đội này nó khá là nhiều em lem á, cái em lem vô dòng quân đội nó cũng khá nhiều, và những em lem Masonic đồ á nó nhiều. Đây là một cái vỏ 48 đã được hãng bảo hành lề, còn ruột á là ruột Niken, nhưng mà ruột Niken này nó cũng đã thay em thay chứ không ai đó, là cam và lưỡi gà, bánh xe thì bánh xe zin. Đây là một cái ruột đã được spa này nè, ruột đã có spa đó, và đây là cái ruột chất liệu Niken. Vì 48 49 50 thì vẫn còn là vỏ đồng của Niken ha, mà cái con này là cái vỏ này là vỏ 48 tại vì nó lề, nó bảo hành lề bảo hành 5 chấu mập. Rồi cái ruột này đã thay cam và thay lưỡi gà nha anh em, bánh xe là bánh xe zin, lề thì hãng bảo hành lề 5 chấu mập. Với những tình trạng của nó như vậy ha, còn đã thay cam, đã thay lưỡi gà, lề hãng bảo hành, chứ cầm 1,5 triệu mà mua một cái con 49 50 thôi á mà tình trạng chưa sửa chữa anh em, thì hiện tại bây giờ nó cũng thầm khoảng 3 cũ á, 49 50 nha, là không có tính tới cái 48 là qua 3 chấu là còn mắc nữa. Em đang tính về cái lề 5 chấu, vỏ đồng mà lề 5 chấu là 49 50 á, ruột Niken á, thì nó tầm 3 củ ngoài. Và hiện tại em bán cái con này với tình trạng này thì 1,5 triệu. Anh em chơi thì chơi, tại vì cái giá tiền nó lúc nào cũng đi liền tình trạng á đó. Đó anh em có muốn chơi hàng xưa thì đây, trải nghiệm ruột Niken đã thay lưỡi gà, thay búa cam, lề thì hãng bảo hành, và chỉ có giá này mới cầm được con này mua với cái vỏ đồng ruột Niken thôi nha anh em. Còn không là không có, tại vì cái ruột Niken không á, mà cái ruột đẹp hiện tại giá thị trường bán là 2 triệu một cái ruột rồi nha, và ngay cả em cũng vẫn bán 2 triệu cái ruột mà đẹp ha, ruột đẹp ruột zin á, nên cái này thì để mà mọi thuốc thì chắc không có cơ hội thứ hai, tại vì em có cái em soạn ra được cái này em làm nè. Không
cứ nhớ là giá tiền nó sẽ đi liền tình trạng thôi, cái gì cũng có giá của nó hết á. Rồi em qua mấy con nêu cho anh em ha. Đầu tiên có một con mã bạc, đây con này mã bạc, chủ đề thì full nắp ha, chủ đề gì bắn cung giáo gì tùm lum. 203 anh em, chất lượng của một con la mã. Con này mạ bạc ha, tình trạng thì nó chưa qua sử dụng nhưng mà nó có cái oxy hóa, nó bị oxy hóa anh em. Đây em để anh em giá con này, nó mềm mềm để anh em mồi thuốc, anh em thích thằng niêu rồi chơi con này. Cuộc trùng năm 203, tình trạng anh em nhìn bên trong mà thấy không, ruột ra chưa sử dụng hết, chưa canh chỉnh gì hết. Đó, nó có oxy hóa của cái lớp mạ bạc. Em con này em bán 500, em mấy anh em mồi thuốc. Con la mã mạ bạc nữa, hút linh kiện, hút tiết linh kiện. Đây một con mạ bạc nhưng mà nó có bị lỗi vận chuyển, anh em nhìn bên trong nè. Em thấy không, nó chưa hề qua sử dụng mà bên ngoài nó xước nè anh em thấy không, cái này do vận chuyển về, do nó không có bảo bao lại kỹ á, do lỗi seller. Và cái con này được cái là chủ đề nó đắp nổi anh em, và chủ đề của dầu nhớt BB, những cái chủ đề trên Zippo mà chủ đề về dầu nhớt nó cũng có giá trị sưu tầm riêng ha. Nếu mà anh em như chơi mà dùng sưu tầm mà chuyên sâu rồi đó thì em chắc biết em nói những gì. Dòng dầu nhớt là có giá trị sưu tầm luôn nha. Sản xuất năm 98. Để em. Nè. Đó. Thì tình trạng của nó là em bao cho anh em nữa, nó chưa bao giờ chưa sử dụng luôn. Mà nó vậy đó. Lỗi vận chuyển về, nhiều khi mua những cái con niêu mà trong lô á, về mà thấy nó đóng gói kiểu này là thấy thua chắc rồi. Cứ ngắt. Ruột trùng 98 ha. Rồi em giao lưu với anh em 700k. Con này là chưa sử dụng luôn á. Chủ đề này là chủ đề đắp nổi nha, chủ đề về dầu nhớt. Này là nó bị xước xác ngoài lớp keo thôi. Con này là những cái con này là nó có lớp keo bảo vệ. Để xước kiểu này là bị xước ngoài lớp keo ha. Thì anh em xài thời gian ở đây là mình có thể tẩy bỏ cái lớp keo ra, xong mình lau autoson là nó sẽ láng, chứ nó không bị mà nhìn thấy xước vậy đâu. Xước cái này là xước bên ngoài của lớp keo thôi. Em để giá 700 để anh em mồi thuốc. Những cái con hàng như vậy thì nó cái giá thì nó sẽ thấp hơn, bởi vì nó có lỗi cái bề mặt. Còn như cái chủ đề này trên dòng Zippo thì nó cũng có giá trị sưu tầm riêng nha nè, dầu nhớt á. Rồi con này 700. Mã số 9700. Nó có những cái lỗi thì giá nó mềm hơn. Đây một con này khá là đẹp nè anh em. Cái bút 8 ít ha. Đẹp. 8 mét luôn. Và con này là 89.
một cái màu mạ khá là ít gặp trên cái dòng 8 lít. Đây. Và nó được khắc ăn mòn kiện vàng nha anh em. Nó khắc ăn mòn kiện vàng lên ha, chủ đề Zippo. Đây. Khá độc luôn ha. Màu này là màu zin hãng luôn nha anh em. Ở đây nó có hơi kiểu nó có dấu là dễ nó để cái bút mà nhựa này nè, mà nó không có bao, không có cái bao bên ngoài. 89 anh em thấy, 89 nè, 89 nội địa mà có cái màu này. À, bởi vì nhiều cái nó cái giá trị của nó mình đáng chơi vì tại vì nó cũng giá nó cũng cao chứ không rẻ, nhưng mà mình chơi thì nó lại là khẳng định một cái gì đó gọi là cái đẳng sơ cấp. Thuộc trùng năm ha nè. Cắt ăn bằng kiện vàng luôn. Cực kỳ không anh em. Có nhiều cái nó nói chung thì nó có những cái con nó lạ nó màu. Giá nó sẽ cao theo với cái điểm hay của nó. Rồi em giao lưu con này 1350 nha. 1350 là nói chung thì là giá nó cũng khá ok cho một con 8 lít. Cái màu mạ nó như màu mạ sapphire đen. Màu mạ khá đẹp. Và nó được khắc ăn mòn kiện vàng luôn nha anh em. Rồi 1350. Mã số 10. 1350. Rồi em có cái này hay nè, để anh em có cần thì anh em mua về đựng zip. Đây em có một cái em giùm lên nè xíu. Một cái hộp đựng zip. À, bên zip này là 18 cái. Ở đây nó có led bên trong luôn nè anh em. Cái này anh em có thể để trên bàn làm việc hay là treo trong tủ, treo trên tường cũng được nè. Này mình câu cái led ha. Nó có led full nè. Đó. Nó có led full ha. Full viền luôn thì đừng được ở đây là khóa, đây là hai bên có khóa nè. Đừng được 18 zip và nó có đèn led bên trong đây, thấy không? Thế anh em có trưng bày thì anh trưng bày gỗ ha. Thì cái này em chưa có lao á, này bụi thôi, lao. Nó có khóa hai bên. Đó. Thì anh em muốn để trưng bày thì anh em trưng bày. Cái này thì cái này phí vận chuyển thì nó cũng hơi cao nên em tính anh em 400. Chuyển khoản đủ thì em phí ship. 400 nha anh em. Là nó có full led viền. Đây là dây để anh em đấu vô nè. Full led viền. Cái này mà nó đặt thợ làm thì chắc không dưới 500 ngàn đâu.
cái này để lao là sao? Rồi 400.000, 400 là phí vận chuyển luôn ha. Đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em. Và chuyển khoản đủ nha anh em. Em này em chuyển khoản đủ luôn ạ. Rồi anh em có chơi thì đựng thì chốt về cho đựng 4 sĩ. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lần đăng ký, like và chia sẻ giúp em xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.